Chào mừng các bạn đã đến với trận chung kết tranh cúp đêm giòm. Chào đón hai tay đua Lu và Bu. Vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Thank you.
Xuống đây. Yeah.
Tác giả Khánh Hồng đó. Tớ có cái này rất hay dành cho cậu đó. Nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ lim dim, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là căn cứ đúng mèo. Rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lông ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lông. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Tớ đói bụng quá, để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi, không được. Đầu thôi, chết này. Trả cho tôi. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Liverpool nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Nắm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm loài vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi hoa, ta bạn bè ôi thắm lên hương. Yêu sao thế giới thường yên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với ta đàn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Ha ha ha!
Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi để tớ treo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Yeah. Vui quá. Đi thôi.
Vừa nói đến trẻ thêm cơ mà. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Không lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu.
Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của Trung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình.